Đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Singapore, vé sớm cho Văn Hậu và đồng đội. Văn Hậu và các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam sẽ có vé vào vòng bán kết sớm một trận đấu nếu đánh bại Singapore. Ở màn so tài diễn ra vào tối nay ngày 30 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đang duy trì được sức mạnh ấn tượng của mình tại vòng bảng AFF Cup 2022. Sau chiến thắng trước đội tuyển Malaysia với tỷ số 3-0, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có 6 điểm, tạm dẫn đầu bảng B. Sau 2 trận đấu, đội tuyển Việt Nam ghi tới 9 bàn thắng mà không để thủng lưới. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo cho thấy sự cân bằng giữa khả năng tấn công cũng như phòng ngự tại giải đấu năm nay. Đối thủ của nhà vô địch AFF Cup 2018 là Singapore, đội bóng đã vào bán kết ở AFF Cup 2020. Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng đội tuyển Việt Nam có những bất lợi không nhỏ, đó là phải thi đấu trên sân khách và đá trên mặt sân cỏ nhân tạo. Đội tuyển Việt Nam có tới 2 buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức trước trận gặp Singapore. Nhưng việc phải đá trên mặt sân cỏ nhân tạo ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới lối chơi cũng như tiềm ẩn nguy cơ dính chấn thương. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn rất tự tin trước trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết. Dù phải thi đấu trên sân khách và đá trên mặt cỏ nhân tạo nhưng tôi tin toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hướng tới kết quả tốt nhất là chiến thắng. Tôi có đôi chút thắc mắc tại sao trận đấu không tổ chức trên sân vận động quốc gia mà lại diễn ra trên sân cỏ nhân tạo. Tuy nhiên, điều lệ giải không cấm điều đó và chúng ta cần chấp nhận để chuẩn bị cho trận đấu. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết trong đội hình của đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ U23, từng thi đấu trên sân nhân tạo tại Philippines ở SEA Games 2019. Ngoài ra, chúng tôi cũng không quá xa lạ với mặt cỏ nhân tạo, đội cũng đã có những bài tập để làm quen sân vận động này. So với trận đấu hồi tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, Singapore có một số những thay đổi. Theo tôi, hàng thủ sẽ cần cảnh giác với Anwar số 20 và Irfan Fendi số 19. Đó là những cầu thủ tấn công mà hàng thủ Việt Nam phải lưu ý. Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Lào và Malaysia với lối chơi tấn công ấn tượng. Trước đối thủ như Singapore, khả năng thầy Park vẫn để các học trò chơi tấn công. Tuy nhiên, cách chơi của Singapore tương đối khác với hai đối thủ đã qua của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng này chơi theo phong cách châu Âu, thường vứt bóng dài và nhồi bóng bổng vào vòng cấm địa nên hàng thủ của những ngôi sao vàng được dự đoán sẽ có ngày làm việc vất vả. Xét về phong độ, thành tích đối đầu và chất lượng đội hình, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn. Nếu chơi đúng với khả năng của mình, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể giành chiến thắng để đoạt vé sớm vào bán kết AFF Cup 2022. Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển Singapore vs đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2022 diễn ra vào lúc 19:30 tối nay. Ngày 30 tháng 12, báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến. Mời quý độc giả quan tâm theo dõi.